quay trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ hãy chú ý lắng nghe xem phần ấn tượng của hai người đẹp sẽ thuộc về vị trí thứ mấy. Thanh Dung, em thì muốn tìm hiểu sâu hơn anh số 2 là anh Duy Chính nè. Duy Chính, chúc mừng bạn, bạn đã có cơ hội bước vào vòng trong. Còn với Gia Đình, dạ em ấn tượng anh Hậu số 3. Anh Hậu số 3, chúc mừng bạn Trung Hậu. Chỉ còn một tấm vé nữa mà thôi. Thôi bây giờ phải nhờ đến người phụ nữ đầy kinh nghiệm về tình yêu, tình thương. Chị ấn tượng với chàng trai nào nhất? Để cho bạn Dung và bạn Linh thêm một cơ hội tìm hiểu nữa, chị xin giữ lại bạn số 4. Như vậy, chị Việt Hương đã quyết định giữ lại bạn số 4 là bạn anh Duy. Chúng ta sẽ... gặp gỡ. Dạ, gặp gỡ anh chàng Châu Phú. Hai chữ nhân duyên kỳ lạ lắm, lạ như chính cảm xúc của con người vậy. Thích một ai đó đơn giản chỉ bởi trái tim mình rung động. Cảm xúc với cô gái trước mặt anh ngày hôm nay cũng vậy, khó hiểu, không biết phải giải thích sao, cũng chẳng thể gọi tên. Anh ngồi đó cách em vài bước chân, nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở cái chạm mắt. Điển trai đó, không ngờ biên tập viên còn đẹp trai hơn em xin. Trời ơi, cảm giác như thế nào khi mà mình phải nói lời tạm biệt ngay bây giờ? Được đến đây để mà mình có thể là tìm hiểu về một nửa của mình. Nếu như mình được đi tiếp á, thì mình sẽ có thêm một cái cơ hội. Mà nếu không được đi tiếp thì mình cũng được gặp gỡ hai MC rất là xinh xắn, và cũng như là hai bạn nữ cũng rất là duyên dáng của chương trình. Thì đó là một điều chị rất là may mắn. Ngược lại đi, hai MC duyên dáng và hai bạn nữ xinh xắn. Ờ rồi. Đố em ai là Dương, ai là Linh? Em chỉ thôi. Em nghĩ Linh là bạn ở bên này. À, còn Dung là bạn bơi bạc thì bên đây. Về là đúng rồi. Vậy là chưa tần số, chưa rung tới. Mặc dù ngày hôm nay chúng ta chưa tìm thấy được tần số trong tình yêu, nhưng còn đây rất nhiều tần số khác ở bên ngoài. Chúc bạn hạnh phúc trong tương lai nha. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Như vậy chúng ta vẫn còn 3 anh chàng để sẵn sàng cho vòng tiếp theo. Đó chính là thử thách của chàng. Xin mời. Ba chàng trai đã bốc thăm và có được những thử thách của riêng mình. Ở vị trí thứ hai, Duy Chính, anh ấy sẽ phải đối mặt với phần hỏi đáp thật là nhanh. Ở vị trí thứ ba, Trung Hậu sẽ phải đối diện với một tình huống xử lý trực tiếp ngay trên sân khấu. Và ở vị trí thứ tư, anh Duy, anh ấy sẽ phải thể hiện một tiết mục về nghệ thuật. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần thử thách của chàng trai mang tên Trung Hậu. Xin mời. Chị là diễn viên kịch cho nên chị có thể ngoắt ngoéo và chị có thể dùng những lời từ đụng chạm em luôn, để mà mình coi thử nếu mà mình gặp một người má vợ, chị vợ, em vợ, nội vợ thì mình sẽ xử lý như thế nào. Và đây là những tình huống chị đưa ra cho nên em có quyền phản bác bất kể em làm gì, đừng ngại chị nha. Đi đâu vậy Hoàng? Vậy cái gì? Cái bộ đông trùng hạ thảo hôm bữa em mua cho chị á, xài tốt không? Tốt. Em trổ cửa vô nhà chị hả? Nhà chị cửa chánh ở đây mà em vẫn leo rào vô được. Chị thương em quá chừng chị còn giao cho có nhà cho em. Đều ở vậy ba má cũng đều thích hết trơn á Hoàng. Nhưng mà chưa có cái ngặt. Đúng sao vậy? Dung với Ly Linh mình ở nhà đó, nó nói là chị thích thì chị lấy em đi, còn hai đứa nó không thích. Hôm nay là có một cái người bạn nó vô tới giờ. Chả chị thích có mình em à, ngặt vậy đó. Em biết chị thích em bởi vì em bữa nay mua yến xào cho chị nấu canh ăn cho nó. Trời mát nha. Trời ơi, công nhận cái thằng dễ thương dễ sợ luôn. Thành ra là bây giờ chị cho em cái kèo trên luôn. Dạ, đúng dạ. Không? Ừ, giờ đúng. Kêu Hậu vô để coi làm lợi em không. Hậu ơi Hậu. Dạ em thưa chị ạ. Chào anh ạ. Đỡ bờ eo cho bà chị ngồi. Đó thấy chưa? Nãy giờ là không mời tôi ngồi vậy. Đâu dám đụng chạm đâu trời. Nói gì? Cậu ngồi xuống đi. Bà má khó lắm. Nói là phải qua được chị hai thì ba má mới cho tụi em quen nhau. Mà ba má với gia đình chị là đều quý hoàng hết. Tiền bạc là em không bằng bên này. Đó. Em được có cái mã đẹp, có sức khỏe không? Để sức khỏe là phải có cho chị. Hết đất cho chị coi 100 cái rồi. Rồi vô. Em xin phép nha. Rồi. Hồi nãy hơi động tay xong rồi bây giờ tới chân á. Chính anh, ơi Chính. Anh đâu có biết quan trọng sức khỏe sẵn không Chính? Dạ có chị em ơi. Em bước ra đây hết đất cho chị. Dạ. Chính nó cũng mê hai đứa em gái chị lắm. Rồi đến nè. Chưa phép hết rồi. Vô nha. Vô. Ngồi nghỉ mệt, uống miếng nước thì cưng. Đây, Chính hàng xóm chị thôi mà nó cũng mê là mà chị cấm. Hiểu không? Chị mê có một mình em thôi Hoàng. Đó, đó, đó. Trời.
chín, em đẩy nhẹ cái chừng 100 cái thôi được rồi. Nếu được thì chị giả bên em đó luôn hả chị? Làm luôn đi em, cái chừng giọt bẻ ra anh ơi. Khởi động là chị thấy ngon rồi nha. Bên này người ta khởi động dữ lắm mà, bên đây không có khởi động gì hết. Được rồi chín, được rồi. Bên này 23 mà bên này người ta 32 mà người ta vẫn còn đang đó. Nói sức khỏe rồi ai làm lại anh chín. Bây giờ chị còn thằng nào nữa không? Chị kêu đang làm đi. Chị đưa Duy ra có nó trả lời nè. Ủa Duy thằng nào nữa? Sớm vậy luôn. Không 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 chị à. Cất chín đẹp trai quá, cất sức khỏe là nó hơn hậu rồi. Chị mà dễ tin xung quanh đầy vậy. Chào chị Hương. Dạ chào em. Quà thấy lanh lẹ rồi. Em coi qua được 32 cái không? Nghĩ là giờ công bằng vậy nè. Em á tiệm lo cho gia đình chị rồi, ba má chị đồng ý rồi. Đúng rồi. Hậu nãy giờ á thì cũng trả lời những câu hỏi khó khăn của chị. Rồi bây giờ á Duy ra đây hát hay nữa. Chị phải kêu một chín thằng sớm qua nó mới có công bằng chứ, chị có sẵn câu hỏi cho nó nè. Hỏi cho công bằng cái tội nghiệp nhỏ hết đất không đâu có được. Dạ dạ. Ha, giờ chín ơi chín. Ngồi đây rồi. Qua đây tiếp chín. Trời nhỏ đẹp trai đó làm gì? Thử trí trí nhớ của em coi em có nhớ được Dung và Linh hồi nãy trả lời những câu hỏi như thế nào. Chị sẽ cho em một phút thanh dung từng tốt nghiệp trường nào. Sân khấu điện ảnh. Đúng. Điểm du lịch nào mà cả hai cô gái từng chia sẻ là đã từng đi? Vũng Tàu. Quá đúng. Gu bạn trai của Thanh Dung là gì? Chân thành. À không đúng nha. Gia đình của Gia Linh có bao nhiêu người? 4. Quá đúng. Cô gái thích đọc tiểu thuyết kinh dị tên là gì? Cái này nãy lộn xộn, nãy có Thùy Dung Khương. Sai. Quê gốc Gia Linh và Thanh Dung ở đâu? Gia Linh ở đâu? Hải Phòng. Thanh Dung. Thanh Dung là sự nào em? Huế. Đó. 6 câu mà thấy đúng hết 4 câu rồi. Giờ ngồi cho đây ngồi coi. Chính, giờ chị hỏi em trả lời nha. Chị em nói cho chị biết nè, an toàn cho một cái người phụ nữ sắp sửa thành gia lập tức em có những gì? Sự bình yên, sự chân thành cho hai bạn đó trước. Nói về kinh tế hoặc là tài chính thì em nghĩ là đối với khả năng của em hiện giờ thì em có thể lo được cho hai bạn đó. Thấy thầy trả lời chính chắn luôn hậu. Theo chị nhìn nhận nha, ba em này á là đều đầy đủ hết, có sức khỏe, lo cho gia đình, tài năng cũng có, hát hò dễ thương, đứa nào cũng có hết. Cho nên chị nghĩ gì nè, em đi về đi Hoàng, bây giờ ba cái người này quan trọng là hai đứa em chỉ thích ai thôi. Đi về với chị Hoàng đi. Chào đón quý vị trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ phần ấn tượng của hai bạn như thế nào? Gia Linh trước đi nè. Đến bây giờ thì chàng trai mà em cảm thấy ấn tượng nhất là anh Duy. Ồ, ở vị trí số 4, chúc mừng. Ca sĩ với nhau đúng không? Dạ. Hát hay cái khoái. À, Dung, em vẫn giữ nguyên tần số của mình là Duy Chính số 2. Dạ, vẫn giữ rung động ngay đầu. Tần số là số 2. Bây giờ mời hai em bước lên đây, quay lại và hãy tin vào gia đình nội ngoại của chúng tôi hai bên, ha. Ví dụ như thấy ai đẹp là em nó sẽ vỗ tay, hoặc là ai cảm thấy an tâm trên con đường sau này, ha. Mời hai em đứng lên, quay mặt lại. À. Lắng nghe ý kiến khách quan đến từ mọi người nha. Cho tôi xem ba hình ảnh thật. Coi nội ngoại hai bên của tôi nè. Số 2 sao? Chàng trai ở vị trí thứ 3 là Trung Hậu thì sao nào? Còn vị trí thứ 4, anh Duy. Chà, làm như anh Duy được ủng hộ quá trời là tại vì chắc ca sĩ nãy hát được lấy lòng đúng không? Dung trước đi, em có thay đổi vị trí không? À, dạ không mà. Dạ không. Gia Linh, em có thay đổi không? Dạ không. Trời ơi, nó kiên định quá. Tần số rung động tới ai người đó phải chịu tôi đúng không ạ? Mời tắt màn hình và mời hai em gái đẹp về chỗ. Và xin mời gặp gỡ anh chàng Hậu ở vị trí số 3. Xin mời Trung Hậu. Đây, anh chàng Trung Hậu với dung nhan thật sự của mình. Dấu chấm kết của mối tình đầu, đó là vào một ngày đẹp trời. Anh nói anh không thể cố gắng được nữa, em bỏ lỡ anh rồi. Dấu chấm lửng của nhân duyên gặp gỡ ngày hôm nay cũng là một ngày đẹp trời đấy chứ. Em ngỏ lời, chúng mình làm bạn anh nhé. Anh bỏ lỡ em rồi. Đẹp trai phong độ, không có rung tần số này. Hoàng còn 6 đứa em ở nhà, hai bên. Ủa liền, hay sao? Hay sao? Không chừng 60 bạn ngồi đây, đợi em ngoài bãi giữ xe sao? Dạ, em cảm ơn chị Việt Hương. Dạ, em biết ai là Dung, ai là Linh không? Nghĩ Dung bên đây. Linh dạ, đây. Linh bên này, đúng rồi, em về đúng rồi. Ừ, về đúng. Không có rung được cái tần số. Tình yêu nó phải có duyên, cái tần số nó rung. Cảm ơn bạn, chúc bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành đạt trong công việc của mình, và đặc biệt là tìm thấy tần số tình yêu thật hợp của mình trong tương lai. Tạm biệt Hậu.
Và bây giờ xin mời quý vị bước vào vòng tiếp theo được mang tên Bí mật của nàng.